Đây là để mình bắt thử thằng xe tải nha anh em, bắt thử thằng xe tải coi nó sẽ chịu tiếng nào. Anh em thử coi trong cái thằng xe tải này nó sẽ chịu tiếng con gì để đánh những con gì. Nhưng mà nói chung á, mình đánh đầu xe tải, nói chung mình đánh con gì cũng đi dân. Nhưng mà theo ý kiến của anh em đó kìa, mình sẽ bắt cúp núm quắt chích rồi đó, mắt xéo rồi. Mình sẽ bắt coi anh em coi coi nó sẽ chịu con nào như thế nào. Đây là đường đầu xe tải anh em, đây đầu xe tải không bắt chép xả tới xả lui đầu từ mua tua công sức rất lớn anh em. Những con tụ nó tụ lớn lớn không anh em, rồi nó phóng rất là xa, kêu rất là chuẩn. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ cho tiếng lúm vô trước đi anh em, hỏi tiếng lúm thử nha. Chết mẹ, trong kia còn băng trong kia còn băng mà đúc trong trống. Dạ anh em hỏi tiếng lúm trước đi, lên tiếng núm nha anh em. Tiếng núm ốc gõ không trong vừa, có mức gió vừa trong đồng bát chép đâu. Hạ bát lại, rồi sau này sau tới tới con khác đi. Bây giờ tới mắt xéo được rồi, coi nó chịu mắt xéo không. Mắt xéo là quá lớn rồi nè, mắt xéo lớn quá. Xéo đánh được kề à. Mặt xéo chết chích rồi. Quẹt. Nó đang quẹt lên đây em. Đâu bỏ cục bút xéo vô thử đây. Cái này cục bút xéo nè. Cục bút xéo này rút kim mạnh lắm nè. Không chịu cục bút xéo này. Cục bút xéo này nhỏ trong trong lớn cho nó kia đâu lớn. Cục bút xéo này á, cục bút xéo này. Quá. Quát quát kiểu như đầu quát quát nâng lên chút xíu bát cho nó có độ cái độ đục quá. Cái này gì đây? Có cuốc luôn nè. Con cuốc bị hư anh em ơi, con cuốc là sẽ sang lại con cuốc này. Nó sang làm đi. Mới sang nằm ra đây, đang nằm đợi sẵn đây.
này còn dế, bị hư rồi, nhưng còn dế chưa sang lại, bắt thử nghe thôi. Dế sang lại hết. Đang hồi mình sẽ mình sang lại. Đang đón vụ tới này 23 ga.